Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với diễn biến của Game Open Tournament lần thứ 3. Chúng ta chuẩn bị bước đến với round đấu thứ 3 trong ngày thi hôm nay với map đấu sa mạc đầu tiên của ngày thi đấu thứ 2 tại khu vực bảng B. Một map đấu Miramar mà cái vòng bo thì nó đang tương đối là lệch bên trái và lệch bên phía trên. Những cái khu vực thường ngày đông người như Lost Leonet rất là đông những team nhảy ở đây, thì trong cái ván tiểu thứ 3 này không có một team nào lựa chọn khu vực này. Và có thể đây sẽ là một vòng bo sẽ kết thúc tương đối là nhanh khi mà tôi đang thấy rất nhiều team đang tập trung ở khu vực đây là gì nhỉ? Chumacera này Chumacera, rồi thêm không cả phải phía một... trên cơ. Chúng ta thấy ở Pecado là một khu vực mà thường là có nhiều team nhảy xuống, hoặc là có một team đóng đô tại đây luôn. Nhưng mà ở tại bảng đấu lần này thì không có team nào ưa thích cái khu vực Pecado gà này cả. Đây là khu vực Montenovo được khá nhiều team tranh chấp cùng với nhau. Và ở những khu vực xa như là Lacobe, ôi đã có giao tranh nổ ra, và Ino Zonipi đã có một kill của thanh niên Baby Boo của Unicorn. Tiếp tục mất người, Sifu của Unicorn là người tiếp theo đang bị nấp đa, và những cái đội của anh ta phải có những tình huống mà cứu ngay lập tức. Để xem là có backup kịp thời trong tình huống này đến thứ hai thành viên còn lại bên phía Unicorn Esports hay không. Đây, Kenny Huế đang bị người bắn, Ken Huế đang bị bắn bởi rất nhiều thành viên bên phía của Ino. Một tình huống bắn cực kỳ tốt đến từ Nhất Thống với khẩu M4 mình. Vắn ngay tức độc hạ đây là Ken Huế. Và thanh niên KZ 20cm cũng chỉ còn lại một máu mà thôi. Một chấm máu và đẩy lên, GDP là người nhảy đẩy lên. Một có máu còn lại cách. Và đây là một tình huống mà đơn giản là clear team. Ui, team ngoài quá nhanh. Có vẻ như là Innovation đang muốn cho chúng ta một trận đấu nhanh để những player hình như họ cũng muốn xem bóng đá. Chính có xác. Vẻ đấy tiện Unicorn Esports ta xem Việt Nam trước, cổ vũ cho Việt Nam. Đúng thêm rồi. Một khán giả. Và thêm 4 khán giả thì đúng hơn. Và đó là một tình huống clear team chớp nhoáng, không mất bất kỳ ai cả. Thậm chí tôi không biết là họ đã có ai mất máu chưa nữa. Một tình clear team mà các thành viên phía của Innovation đã làm rất gọn lẹ. Bắn hơi cục một tí chất điện tử mà vừa vào phát clear team con nhà người ta luôn, chưa đến phút thứ tư. Đây là thành viên của Boston Gaming, họ đã có cho mình một cái top 1 trong ngày thi đấu hôm nay, một cái top 1, một cái top 2. Một trong những ngày thi đấu tương đối là thành công của Boston Gaming. Vũ PK thì có cho mình khẩu AK với cái cốp 6 đang có những tình huống đáng mắt ra xung quanh để tìm kiếm thành viên của Tiger Moon. Anh ta đang đứng ở trên căn nhà thờ quen thuộc của mình và đang bắn về hướng các thành viên bên phía của Tiger Moon. Tạm thời chỉ có một viên trúng mà thôi. Ở gần khu nghĩa địa ở tại khu vực Graveyard này thì cũng là một khu vực mà có lẽ một mình Vũ PK đã có trang bị đầu tiên với hơn 100 viên đạn 7. Với khẩu AK của mình, anh ta đang bắn cực kỳ khó chịu, nhưng Tiger Moon đã lên xe bỏ chạy thành công. Những thành viên còn lại của SGD thì đang có cho mình một cái vị trí ở gần giàn khoan và có vẻ như họ vẫn chỉ đang là loot đồ mà thôi. Đây là một khu vực mà không có bất cứ một team nào nhảy cả, và có vẻ đây là một cái khu vực rìa của vòng bo, và khu vực này tương đối là hẻo lánh. Họ sẽ có cho mình thêm một số những lượng trang bị cần thiết. Chính xác là như vậy. Tiger Moon tao là Tiến đang là người bị bắn trước đó bởi Vũ PK, nhưng tạm thời thì anh ta chưa mất đi quá nhiều máu, cần phải lên xe để stick chung với những người đồng đội còn lại và có những tình huống chia chác đồ. Thì tôi tin là lúc này lượng đồ họ cũng đã khá đủ đầy rồi đấy. Sau khi có những tình huống lút lẻ lút dạ, lúc này Tiger Moon đang cực kỳ là khỏe khoắn với rất nhiều những lượng trang bị khác nhau. Có vẻ như họ vừa đi xuống đến khu vực ở phía gần Picado, đây ngọn đồi phía trên Picado một chút. Có vẻ như là cảm giác là cái việc mà Picado không có người thì nó là hơi sai. Thế nên là các thành viên của Tiger Moon Team đang check cực kỳ kỹ, từng cm đất đều được đảo mắt qua, nhưng vẫn chưa nhìn thấy nhà nào, cái khu vực nào được mở cửa cả. Và tôi nghĩ sẽ là một tình huống mà họ có thể di chuyển xuống Picado để loot, vì Picado vẫn nằm ở trong vòng bo, là một khu vực tương đối là giàu. M24 với X8 trong tay của Ronald Killable đang bắn, cảm giác như độ chuẩn xác của nó chưa phải là quá cao. Trước đó thì check thành công của Camero với Picado với cái kỹ 8 thì chắc là các thành viên phía của Tiger Moon cũng sẽ tiếp cận Picado một cách an toàn mà thôi. Viên đạn hỏi thăm của Ronald Kiroibo, nhưng cái độ chuẩn xác của nó là chưa cao và chưa gây được sát thương quá nhiều lên các thành viên của Bắc Sơn Nghiêm Minh thì phải. Để các thành viên Bắc Sơn Nghiêm Minh, nếu tôi nhìn cái logo không nhầm. Và ở cái tầm xa như vậy thì có lẽ bạn chỉ cầu may mà thôi. Trúng một viên M24 mà không vào đầu thì cũng rất là khó. Nhưng để vẫn cứu được mà. Trúng thì đơn giản chỉ cấu đi một ít máu giáp mũ mà thôi, chứ không thể nào mà hai viên cùng một lúc vào đầu trong thời điểm quá nhanh để mà các thành viên của đội địa phương không thể cứu được. Tất nhiên là cho dù có snock hạ được 3 người nhưng tình huống đấy cũng đẩy xuống không kịp. Ở đây là một cái UX8 AUG 60 viên đạn 5, full trang bị 3 và thêm cả một bộ ghi lê xui ở map sa mạc nữa.
Rostyro vừa là người bị nốc hạ bởi vì chỉ có anh lớp Imoto vừa có được tình huống nốc hạ tốt, nhưng liệu rằng họ có đẩy lên được pick kill hay không đây. Đang có những tình huống đẩy thẳng lên được pick kill đến từ phía của Imoto. Toby là người đi trước, Ron cũng có cho mình một tình huống đang đẩy lên nhà và các bạn đây là một tình huống công nhà hạ gục và đấy là triệt hạ được mạng của Rostyro rồi. Tiếp tục Imoto họ đẩy lên nhà, Ron đang là người giữ ở phía dưới ngay bên cạnh anh thì đó là thành viên Toby và có vẻ đẩy lên nhưng là đẩy láo rồi, không có góc nhìn, bị Maximus bắn. Maximus lạp lên double kill cho Maximus trong tình huống này thưa các bạn, và đó là một tình huống thi đấu mẫu mực của Maximus. Một pha đẩy ở backup không kịp thời, các thành viên phía Imoto đã phải ôm hận rồi. Một tình huống đẩy thẳng vào và trả thù cho đội của mình rất tốt đến từ chụp ảnh lớp, ít nhất là tăng hạ của Maximus đã trả thù cho đội mình, nhưng đó vẫn là pha đổi lỗ chung quy lại trong pha thi vừa rồi thì Imoto và hai máy gaming 2-2. Tình huống mà thủ nhà tốt của Maximus thế nhưng cái lượng máu mất đi là tương đối nhiều khiến cho chàng này muốn trả thù, đây, muốn trả thù đội của mình. Đây kịch bản cũ. Salem đẩy thẳng lên và rõ ràng anh lớp nghe thấy tiếng chân, nhưng Salem đây bắn hạ rồi. Một tình huống mà Salem đã đẩy không tốt khi không check kỹ khu vực này, rồi đang đứng trong căn nhà kia để trả thù đội mình. Anh ta dừng cuối cùng phía hai mày gaming. Wangless cũng đang đến để backup cho vị trí của anh lớp. Liệu rằng 2v1 có thành công đến từ vị trí của Roy không đây? Roy đang đứng trong căn nhà mà có lẽ anh ta sẽ là người gặp nguy hiểm khi mà Wangless đang là người đẩy xa phía sau anh ta, đang quán check xem đối phương đã ra khỏi nhà chưa. Một quả nết được rút ra đến từ Wangless, nó sẽ tìm đến căn nhà của Roy đang đứng trong nết nổ. Quả nết vào Roy bắn yếu được vị trí Wangless thì này nết nổ và Roy nằm xuống tiễn các thành viên phía của hai mày game mình về với top 15. Tình huống ném hết mẫu mực của Wangless và anh ta đã giúp cho các thành viên của hai mày game mình là đội tiếp theo được ngồi xây bóng đá Việt Nam. Wangless cùng với cả anh lớp trong Matthew Ray thì sẽ có thể gọi là tương đối là nhiều đồ, khi mà kể cả đồng đội, kể cả địch chết thì cũng có 6 mạng để có thể nhặt đồ, tương đối là nhiều đồ đây. Là các thành viên của Gaming X họ vẫn chưa có cho mình một điểm hạ gục nào. Đang là những tình huống di chuyển trên xe với cả 3 thành viên và một con xe ở đằng sau nữa. Họ đang có một tình huống di chuyển bám bo. SGD cũng thực hiện một bài di chuyển bám bo, thế nhưng họ chọn của mình đó là khu vực Power Grid ở phía xa xa. Thì đó là các thành viên của Tiger Moon Team. Ở Tiger Moon Team thì vừa rồi loot ở Picado, và có vẻ như lúc này thì họ cũng sẽ có cho mình một khoảng thời gian đủ để loot xong hoàn toàn khu vực Picado. Loot với tốc độ rất thần thanh đến các thành viên Tiger Moon Team, và họ đã có thêm một lượng trang bị rất lớn ở tại khu vực Picado để bổ sung cho quá trình di chuyển trong bo của mình. Quốc Việt thì sao? Họ đang chia đội hình mình ra với những chiếc xe, họ đang di chuyển vào bo cách cực kỳ là an toàn. Và lúc này họ chưa gặp quá nhiều những nguy hiểm. Một cái airdrop đáp xuống tại cuộc lạc của Beria, không biết là có ai ăn nó chưa. Một cái có airdrop rồi, mà nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy là Quốc Việt Computer đã ra và có hai người cũng hơi lấy xa cho mình. Nhưng mà cũng có luôn rồi. Đây là tình huống mà Nam C đang có những tình huống bắn nhẹ vào các thành viên ở phía dưới của Sneaker, và Hiếu Bu là một người kẹp bên trái. Có vẻ như là tình huống mà Quốc Việt Computer đang muốn giao tranh. Họ cần phải có thêm người tại khu vực này nếu như muốn giao tranh với đối phương. Một thành viên phía ngoài zone bị dính headshot, đó chính là một chiếc Ken Unstoppable với một viên K98 của Vũ. Kentamin có được một mạng độc hạ trong tình huống này, nhưng tôi nhớ không nhầm thì Kentamin cũng đã có những người bị độc hạ trước đó. Ken Unstoppable đã mất cho mình cái mũ rồi. Những tình huống đỏ súng nhắm ở tầm xa như vậy thì mất mũ là điều đương nhiên. Nó sẽ chỉ dừng lại việc mất mũ mà thôi, và nếu mà bạn không muốn mất mũ thì trước khi bắn những tình huống đầu em solo em kiểu thế, bạn nên bỏ cái mũ xuống và sau khi bắn bị nốc xong đứng dậy và nhặt lại mũ còn nguyên như mới. Đây thành viên của SFF Jay Toxic thì đã bị gạt giò luôn, và Bucky là người có cho mình điểm hạ gục cho Tiger Moon Team. Tiger Moon Team đang là một trong số những team có được lượng đồ rất đầy đủ. Đây là mình vứt đồ ra đúng không này, Bucky vứt đồ ra luôn, thôi bẩn tại lúa. Đây các thành viên của Ice Nicker đẩy lên là TVQ, bắn hạ được một người đó là Hiếu Bu rồi. Hiếu Bu này cánh trái nhưng chỉ có một mình anh chàng này mà thôi, sẽ rất khó cho Quốc Việt Computer có thể có một tình huống giao tranh có lợi đây. Các thành viên của Sneaker đang đẩy lên, họ muốn tìm kiếm nốt cho thành viên của Quốc Việt Computer. Thế nhưng như chỉ có một thành viên của Quốc Việt Computer ở đây mà thôi. Chính xác là chỉ có một thành viên của Quốc Việt Computer là Hiếu Bự ở đây mà thôi. Hiếu Bự sẽ bị gạt giò, chắc chắn sẽ là như vậy. Sneaker pick nhẹ mình một kill nữa, Relax là người có được mình kill vừa rồi. Trong khi đó họ vẫn đang tiếp tục phải nhắm bắn về hướng các thành viên của Huế Zone. Một thành viên đi lẻ bên phía của Sneaker, của Ketamin thì phải, đang có thể là nóng nhắm của đối phương, và để xem anh ta có di chuyển nổi không đây. Nam C chưa có tình huống bắn M24 qua được, chúng cái này cũng có một viên trúng với X8 của mình, tính drop đạn là cực kỳ tốt, nhưng tạm thời thì viên thứ hai thì nó trượt rồi, viên thứ ba cũng trượt. Xin đang gọi là như kiểu nhảy trên đống lửa vậy, vừa đi vừa nhảy, và cuối cùng cái viên thứ hai là suýt nữa rơi vào người nhá, nó chỉ cách khoảng độ 1-2 cm thôi, thế nhưng vẫn xa và chưa đủ có thể cái độ chính xác để cho thành viên của Quốc Việt Computer có thể có cho mình một cái điểm hạ gục. Lúc này thì đây là các thành viên của Huế Zone, họ tiếp tục là đẩy khu vực trên đồi cao. Ngay phía dưới họ thì vẫn là Ketamin, và Ketamin lúc này vẫn chưa muốn giao tranh. Có vậy cái lượng trang bị của Ketamin đó là
tù để có thể quyết định là giao tranh. Tại sao lại không bắn nhau nhỉ? Bắn nhau sớm cho bóng đá Việt Nam này. Đang quá trình di chuyển thì các chiến sĩ Immortal bị bắn rất gắt bởi Bắc Sơn Gaming. Tạm thời là những tình huống bắn chưa thực sự hiệu quả. Một thành viên Immortal đã phải nằm xuống là Wang Lớt trong quá trình té xe thì phải. Và đó là một tình huống mà bắn không quá tốt đến Bắc Sơn Gaming. Nhưng bên phía bên kia thì Wang Lớt là người tự hủy. Jay Lee của Paradise là người KS được mạng hạ ngục lần này. Trong cái đó thì các bên phía của Bắc Sơn Gaming vẫn chưa dừng cuộc nã đạn của mình vào Immortal. Nhưng Immortal thì đã chỉ bỏ lại một người và di chuyển vào trong bom một cách an toàn rồi. Phương tiện của Bắc Sơn Gaming là hai con xe ô tô, và với việc mà chỉ có hai xe này thì với vào bò có thể sẽ là hơi khó khi mà trong map sa mạc như thế này, cái việc mà bạn bị cháy xe bởi rất nhiều thành viên ở cùng một chỗ thì nó rất là đơn giản. Và đây là một cái vòng bo tiếp theo lệch lên phía trên của Montenuevo cũng như là Power Grid, và đây một vòng bo mà vẫn là tương đối là đẹp. Thế nhưng bây giờ các team sẽ phải chọn cho mình là ở bên phải hay bên trái đường, hai nửa đường này nó sẽ quyết định tương lai của các team. Khi mà nếu vòng bo lệch dưới cái việc mà bạn phải băng qua một khu vực đường nó rộng và không có bất cứ một cái cover, nó rất là khó. Một tình huống đỏ kỹ năng giữa Kentaminsin và một thành viên ở đó bên phía của Huế Zone đang chia đội hình mình ra, và họ biết chắc chắn khu vực này là có người của Kentamin. Họ đang có một cái thế bánh mì kẹp thịt khi mà hai người đấu bên này, hai người đấu bên kia, và một thành viên bên phía Kentamin là vô bị headshot bởi khẩu M24 của Ron Killable. Cuối cùng thì Ron cũng đã có được những tình huống bắn M24 tốt và trả thù cho tình huống này. Có một đồng đội anh ta đã bị mất mũ trước đó, và để xem là với tình huống có lợi thế về người như vậy họ có đẩy thẳng xuống hay không đây. Các thành viên phía Future đang di chuyển vào trong bò, họ bắt gặp Bắc Sơn Gaming. Bắc Sơn Gaming đang biết là ở đây có người, rất nhiều họng súng bắn ra. Đặng là người đi trước để có thể scout cho đội mình, ba thành viên đứng ở phía sau để có thể backup cho vị trí của Đặng đẩy lên. Đây là tình huống mà các thành viên của Future họ bắn để ép cho Bắc Sơn Gaming không ló đâu ra được, để cho thành viên một thành viên của team mình có thể có một tình huống tiếp cận, và người ra nhiệm vụ tiếp cận là Gnat. Gnat đang có tình huống bò truyền và có vẻ như anh chàng này sắp tiếp cận, đó là vị trí của Matt rồi. Matt sẽ gặp nguy hiểm trong tình huống này, nhưng có vẻ như cũng đánh hơi được. Matt đổ cho mình khẩu M4, và đây là những tình huống bắt đầu giao tranh. Gnat là người thấp màu hơn sẽ phải lùi về. Đây là Gnat đã bị bắn yếu và anh ta đã bắt buộc phải rút lùi về. Huế Zone mất một người rồi. Brown không biết bằng cách nào đó anh ta đã phải nằm xuống trong quá trình mà họ kẹp xăm đối phương. Nhưng có một team thứ ba đến, đó là Kentamin. Tú tự nổ xe, Tú chết rồi. Một pha Raging Boy và Tú đã phải nằm lại. Và lúc này thì Future đang là người bị kẹp lại bởi hai team khác nhau, Kentamin cũng như các thành viên Bắc Sơn Gaming. Liệu rằng Bắc Sơn Gaming có biết sự can thiệp của team thứ ba đấy không đây? Một tình huống rút khẩu M4 mình ra với Red Dot và sấy điên cuồng một chiếc xe mà Kay đang chạy. Kay vẫn đang khá là yếu máu nhưng anh ta chưa bị hiện tốc hạ trong tình huống lần này, và họ vẫn có thể di chuyển ngang qua khu này được. Tạm thời là như vậy, nhưng dừng xe lại và bị bắn liên tục. Đó có quả smoke quăng ra để họ có thể nuốt vào quả smoke đó, sau đó thì hồi máu lại. Rất nhiều người họ đã yếu máu. Future có ý định đẩy thẳng xuống khu vực các thành viên phía Kentamin. Bo đang thu rồi, đây là vòng bo thứ ba, cái khả năng đốt máu của nó cũng tương đối là nhiều rồi. Thế nên lúc này các thành viên của Future cần có cho một tình huống vào bo dáng trở lên bắn ngược lại các thành viên của Ketamin. Ketamin đang bị bắn bởi cả Bắc Sơn Gaming nữa. Max vừa làm được mạng của Sin rồi, và Coolboy đã confirm luôn cái mạng đó. Và như vậy là Ketamin đang gặp rất nhiều bất lợi khi Kay lại tiếp tục là người nằm xuống bên phía Ketamin lúc này. Một cái thế quá khó cho các thành viên Ketamin khi chạy từ ngoài bo chạy vào. Họ bị kê bởi Bắc Sơn Gaming, và lúc này thì họ cũng không thể nào thoát khỏi họng súng đến từ các thành viên Future nữa. Future, Bắc Sơn Gaming đang kê toàn bộ họng súng mình vào các thành viên phía của Ketamin, và Ketamin Vũ cũng bị bò đốt chết. Cuối cùng thì họ dừng chờ top 14 ở lần này, và chúng ta sẽ chuẩn bị bước đến với pha giao tranh giữa các thành viên phía Bắc Sơn Việt mình cũng như là Future. Có team thứ ba đây, đó là các thành viên Huế Zone đã stick lại cùng nhau chứ không ở bánh mì kẹp thịt nữa. Untouchable đang là người bị bắn bởi vì chống còn bắn yếu được Untouchable trong tình huống này, nhưng họ đã đang bị rơi vào cái thế kẹp xăm giữa hai team khác nhau là Future cũng như là Huế Zone. Hỏa lực của Bắc Sơn Gaming thì nó vừa phải chia làm đôi khi mà đó là ba người bắn về Huế Zone, còn một người thì bắn về phía Future, không có quá nhiều những cái luồng đạn chính xác để có thể kết liễu một trong hai team. Còn đây là tình huống di chuyển vào bo của Innovation có cho mình những điểm chiến công đầu, và lúc này thì họ đã có cho mình 6 kill rồi. ZDP có 2, còn Nhất Thống thì có 3, và đây là một tình huống mà họ di chuyển vào bo phía trước và có cho mình một cái hòm thính luôn. Và MBK cùng với Zileo đang trên tình huống bắn ra top. Nhất Thống đang mất người, khi đó Innovation đang mất người, Nhất Thống, Đức Hiếu, và chỉ còn lại ZDP mà thôi. TK là người cuối cùng sống sót lúc này của Innovation, và anh ta chui vào nhà vệ sinh. Tôi muốn đi vệ sinh. Không, tôi không muốn đi vệ sinh nữa, tôi muốn sống. Anh ta chỉ còn lại 30 máy máu, anh ta đang bị bắn. Paradise mất một người trong tình huống giao tranh với Tiger Moon, và ZDP chịu không nổi. TK không, chính ra TK chịu không nổi. TK nằm xuống vào top 13 rồi Innovation.
họ đang đứng trước một cái airdrop, ngưỡng cửa thiên đường đang ở mở ra trước mắt nhưng họ không thể nào đến nổi cái airdrop đó, bị clear hoàn toàn rồi. Đúng ra giờ Tifer bắn hạ được một người, đó chính là vị trí của Pilu. Trong quá trình chuyển bò thì Future lại mất người nữa rồi. Future đang ở một thế cực kỳ khó khi bị kẹp lại bởi quá nhiều team, và họ quyết định là lên xe di chuyển, nhưng quá trình chuyển vào bò của họ gặp rất nhiều khó khăn. Lúc này sẽ chuyển qua giao tranh giữa Bulldozer và Bắc Sơn Gaming. SGD mất một người đại đủ đời khi bị headshot bởi Nam Xì, nhưng có vẻ như chưa có những tình huống gạt giò trực tiếp xảy ra. Đây là tình huống sấy xe đến từ Bobka và hướng các thành viên sấy tốt yếu người, đó là một trong hai vị trí phân đầu hoặc là trông con trong trọng con gì đó, và anh chàng này vẫn có thể chạy thoát được. Cái lượng đạn của Cloudy trong tình huống vừa rồi nó là không đủ, xin lỗi, đó là tình huống mà Bobka. Đây là tình huống tiếp tục ngắm lên các khu vực của thành viên Bắc Sơn Gaming vừa di chuyển tới. Họ đã để cho Bắc Sơn Gaming vào trong bò, và Bắc Sơn Gaming thì là đội đang có lợi thế khi mà chiếm được một cái khu vực tương đối là cao. Tình huống di chuyển vào trong bò tiếp theo của Bulldozer sẽ gặp rất nhiều những nguy hiểm. Lúc này thì Bắc Sơn Gaming có lẽ cũng đã tiếp cận vòng bò cách an toàn, gần họ đang có thành viên phía Bulldozer. Ace Sneaker thì chiến ở một căn nhà cực kỳ thoải mái, và Huế rồi cũng đã xuống ba đây. Tình huống bắn rất tốt đấy, các thành viên phía Bắc Sơn Gaming Legend có một tình huống bắn double kill, và các thành viên phía của Paradise đã bị clear hoàn toàn trong tình huống này. Trên khu vực 12 giờ thì là tình huống giao tranh của giữa Ace Sneaker cùng các thành viên của Huế Zone. Mess đang là người của Bắc Sơn Gaming, người đang được giữ nhiệm vụ là mở cánh trái để có thể bắn vào các thành viên của Bulldozer. Bulldozer còn 3 người ở đây thôi, họ đang muốn dọn sạch sẽ các thành viên của Bulldozer. Cloudy đã bị knock hạ tầm xa, không ai cứu nổi Cloudy. Lúc này cả anh ta đi lẻ với đồng đội của mình, và anh ta bị gạt giò luôn rồi trong tình huống này. Future cùng rồi là người có được kill vừa rồi, Cloudy đi trước để scout cho đồng đội của mình, nhưng rất tiếc là khi anh ta đi xa như vậy bị bắn hạ thì không ai cứu nổi anh ta cả. Phía bên này thì các thành viên phía Huế rồi cũng đang bị kẹp lại giữa hai team khác nhau. Phía sau họ đang có một team khác, và trước mặt họ đang là các thành viên phía của Ace Sneaker. Một người Ron đã bị knock hạ rồi, họ chỉ còn lại hai người, tình huống này là Ken cũng như là Untouchable mà thôi. Những tình huống bắn súng ngắm sang các thành viên của Ace Sneaker, thế nhưng lúc này thì TVQ là một rồi, Ron Gilbo là người bị nằm xuống, và có vẻ như tình huống gạt giò. Và Cool Boy cộng với cả Gnat đang tiếp tục phải chạy tìm cho mình được một khu vực trong nhà không. Táp còn nhiều máu, và đó là tình huống cuối cùng, hit bắn cuối cùng của Untouchable đã trúng người của Coolboy. Thế nhưng Gnat cũng đổi được một mạng của Ken, và sẽ là tình huống 2-2 ở đây. Xin lỗi, tình huống 1-1 ở đây. Gnat có sống nổi không đây? Nếu như ta nằm xuống thì lúc này các thành viên phía của Future cũng sẽ từ bỏ cuộc chơi và đi xem bóng đá mà thôi. Rất khó khăn dành cho các thành viên phía của Future lúc này. Huế Zone Ken cũng đã yếu máu, nhưng tạm thời thì có vẻ đồng đội của anh ta sẽ không cứu nổi. Future Cool Boy đã bị gạt giò, trong khi đó thì Ken Unstoppable cũng đã bị gạt giò luôn. Như vậy là các thành viên bên phía của Huế Zone chỉ còn lại Untouchable trong tình huống mà anh ta sẽ phải di chuyển vào trong vòng bò. Trước mặt của anh ta là một team còn nguyên 4 người. Vừa rồi thì tình huống di chuyển hướng 3 giờ của thành viên Gaming X qua khu vực mà SGD đã đến trước rồi, khu vực ở Power Grid. Thế nên họ đã phải chuyển hướng di chuyển tiếp xuống khu vực 5 giờ và sẽ có một góc vào bò. Nó không thuận lợi hơn là bao nhiêu khi mà NFF đang ở có một khu vực tương đối là ổn, có những dãy nhà nhỏ ở khu vực hướng 6 giờ, và có vẻ Gaming X sẽ là những người gặp nguy hiểm cho tình huống vào bò ở hướng 5 giờ đấy. Còn đây là các thành viên của Tiger Moon Team có cho mình 2 kill rồi, Mithy và Bucky mỗi người có cho mình 1 điểm hạ gục, vẫn đang giữ được một khu vực tương đối là an toàn. Trong quá trình chạy bo của họ, có lẽ lúc này họ sẽ phải đụng độ với Bắc Sơn Gaming, vẫn là còn lại 4 người, và không biết là giao tranh có sớm nổ ra hay không đây. Đang có 4 người và đang cố gắng bò lên phía dưới chân của Bắc Sơn Gaming. Bắc Sơn Gaming thì lúc này họ đang có tương đối là nhiều những mối quan tâm từ các hướng khác, khi mà ba hướng họ liên tục cấu rỉa đến từ các thành viên của Bulldozer, của Covid Computer cũng như là NFF. Thế nên họ không để ý đằng sau, và nếu có một tình huống mà các thành viên của Tiger Moon Team bò lên được và bắn được từ 1 đến 2 người thì lúc này Tiger Moon Team sẽ thay thế cho thành viên của Bắc Sơn Gaming ở hướng 7 giờ. Chính xác là như vậy. Một khu vực mà chỉ cần họ bước qua gờ đồi này là có thể giao tranh của các thành viên phía Bắc Sơn Gaming. Vẫn đang bò rất chi ở đây, tao là tiến bò liên tục, nhích nhẹ những... Có lẽ chỉ muốn vào bo thôi đúng không? Đúng, đợi chỉ muốn vào bo mà... Tiếp bo tiếp theo thu rồi thì mình mới phải bắn nhau. Chứ bây giờ bị lộ một người vị trí, cái là đối phương sẽ chĩa súng vào hướng này ngay. Cái hướng này là cái hướng mà rất có thể là vòng bo tiếp theo sẽ làm khó họ, bởi vì những người đi trước đang là các thành viên Bắc Sơn Gaming. Bên phía bên kia thì Bulldozer cũng đã có những tiếng súng nổ ra, nhưng tạm thời nó chưa thu hút được sự chú ý đến từ Bắc Sơn Gaming. Và để xem Tiger Moon họ sẽ xử lý như thế nào khi bên phía bên kia gờ đầu đang có hai team khác nhau. NFS cũng đang có những sự quan tâm nhất định dành cho các thành viên phía của
Tiger Moon nếu như Tiger Moon bị phát hiện vị trí. Và như vậy là Đặng không chịu nổi nhiệt rồi, anh ta dừng chân ở top 11 dành cho các thành viên phía Future. Một điều mà anh ta bị lộ vị trí bên NFS ngay lập tức trừng phạt lỗi vị trí của anh ta. Bên phía bên này thì Bắc Sơn Gaming cũng đang ở G bên kia mà thôi. Bước qua G bên kia sẽ là giao tranh giữa Tiger Moon cũng như Bắc Sơn Gaming. Boomranger cũng sẵn sàng can thiệp vào tranh này nếu như bên phía Bắc Sơn Gaming không để ý. Họ chỉ còn lại 3 người mà thôi. Và nếu như họ bị kẹp sang bởi 2 team khác nhau thì họ sẽ phải là 3 đấu 6, rất khó khăn. Vòng bo tiếp theo tiếp tục có tâm là vòng bo cũ thôi, nó chỉ thu nhỏ lại một chút và Bắc Sơn Gaming thì vẫn có cho mình một cái phương tiện để có thể di chuyển vào trong bo dễ dàng. Thế nhưng lúc này việc mà bạn đi xe ở trong bo có nghĩa là bạn muốn ký khí đơn và giấy tử hình chỉ đơn giản là thế thôi. Trọng cơ đẩy sang cánh phải và có vẻ sẽ gặp các thành viên của Tiger Moon Team ở đây. Có vẻ như là nghe thấy tiếng rồi. Ngọc Thần đang đẩy Max sang bên cánh phải của anh chàng này để có thể quản lý được một khu vực rộng lớn hơn. Và lúc này đây thì bắt đầu những tình huống mà là scout đến từ Trọng Cơ. Có vẻ như thấy rồi. Thấy rồi. Ngọc Thần với Trọng Cơ. Giao tranh bắt đầu nổ ra và Mythic đầu tiên là người bị bán nhưng anh ta đang khá là yếu máu, chưa bị hạ gục trên tình huống này. Tiger Moon ngay tức có những tình huống trả nếp ra bên phía bên kia. SGD giao tranh cùng với các đội viên phía của Acynical, một người bị headshot. Tiger Moon mất một người trong tình huống này. Bắc Sơn đang là người có lợi thế, chắc chắn đó là lợi thế của họ bên phía bên này. Thì các thành viên phía của Tiger Moon cần phải stick lại cùng nhau. 3v4 này bên phía của Tiger Moon mất hai người, mất một người nữa, đó là Imoto anh lớp bị hạ gục và Bắc Sơn Gaming bị một bắn hạ với từ Boomranger. Boomranger có những tình huống máy và các thành viên Bắc Sơn Gaming được đưa đẩy thẳng lên từ Mythic nhưng bắn chưa được tốt lắm. Anh ta hạ gục được vị trí của Matt mà thôi, vẫn còn một người đang yếu máu bên phía kia, đó là Inferno. Inferno bắn tốt hơn và Inferno headshot nhưng Inferno bị vấp phải bởi các thành viên Boomranger. Boomranger đang giúp các thành viên Tiger Moon trong tình huống này. Và tiếp theo, họ thay vì của Tiger Moon Team bắn nhau với cả Boomranger, hổ châu đấu nhau và hổ là người bị hạ. Boomranger đã có trong một tình huống bắn tốt. Toka cùng với Tifer là hai người còn sót lại duy nhất, thế nhưng họ đã làm được cả hai team, đó là cả Bắc Sơn Gaming lẫn các thành viên của Tiger Moon Team. Hai team đó đều là hai team còn lại 4 người nhưng bị hai thành viên bên phía Boomranger clear hoàn toàn rồi. Thường đó là một pha mà châu bò đánh nhau rồi mới chết. Thường nghe châu bò đánh nhau đúng không? Tôi chả hiểu sao mày trong ngày thiếu mày lại châu lại là người thắng và hai đội hổ hiếc các kiểu lại phải nằm xuống. Vào đây tình huống của HVC là xin lỗi đó QVC Quốc Việt Computer đang còn hình như là 3 người thì phải. Acynical thì đang là team giữ ở hướng 12 giờ và phía bên trái là thành viên cuối cùng của HVC. Rồi đang kẹt trong nhà vệ sinh, là giờ chết trong nhà vệ sinh là mới kết, nó hơi đáng lên cho anh chàng này. ISME bị nốc hạ bởi quả bom nhưng tạm thời chưa có bị lên xe và cao chạy xa bay nổi không đây, bị bắn rồi xuống xe. Từ bỏ cái xe kia, một cái xe nó bị nổ một lốp rồi. Cố gắng quăng nét ra để tự sát chăng? Nên là như vậy. Và đạn cứu te của NFS bị hạ gục bởi Sapao. Untouchable tự sát thành công và dừng chân ở top 7 với các thành viên phía của Hế Dồn. Sapao vừa tình huống làm 2 đem về 2 điểm chiến công cho các thành viên của SGD. Có vẻ họ đang giao tranh với cả NFS. Đây là một tình huống mà Gaming X cộng với cả NFS, như tôi đã nói là có những hướng di chuyển ở gần nhau. Có thể những tình huống tiếp tục bắn sang của Sapao cực kỳ hiệu chiến như này, có cho mình cái cốt 8 với khẩu VD liên tục tát với các thành viên của Icenicker hướng 12 giờ và Icenicker thì có một học tính rơi ngay trên đầu đại đối đồn và dính không một tình huống K 98 bắt đầu và tôi nghĩ là hơi khó để cứu, vẫn có thể bò vào trong bo và vẫn cứu được 6 máu rồi và bị bắn luôn, bị bò đốt chết và đó là tình huống mà SGD mất người, một tình huống bị nốc hạ ở rìa bò và không ai cứu nổi anh ta cả. Vòng bo tiếp theo ta đã được xác định rồi, một tình huống mà Relax bị headshot bởi khẩu M24 của Nam Xì. Những tình huống mà Quốc Việt Computer bắn ra cực kỳ khó chịu. Vòng bo tiếp theo đã khá gần họ, họ đang có thể kề ngược lại các thành viên phía của Acynical trong tình huống này. Rất nhiều team ở ngoài bo, Quốc Việt Computer đang là đội có lợi thế khi mà đây là bo gần với họ và chỉ đơn giản bước qua khoảng độ 200m thôi là họ sẽ di chuyển vào trong bo. Và để xem Acynical liệu rằng có di chuyển vào trong bo một cách an toàn không khi mà đang bị kê ngược lại bởi phía Quốc Việt Computer như vậy. Ở một góc khác thì các thành viên phía SGD vẫn đang giao tranh với Gaming X. Boomranger còn hai người sau khi clear hoàn toàn hai team. Acynical cứu được người rồi. Họ vẫn còn 3 và đây tình huống mà Taris đã bị bắn hạ bởi Sapao, tiếp tục là tình huống khát máu của Sapao. Sapao tiếp tục làm vòng mạng của Keizu nữa, 2 điểm nữa dành cho Sapao. Một tình huống clear được các thành viên phía NFS, ở Keizu là người cuối cùng bên phía NFS phải nằm lại vào top 6 thành viên phía NFS. Một quả nết trọi lên và Audi đang cứu người thì bị nết của Sapao hạ gục luôn. Taris trong tình huống này, Sapao đang bắn quá tốt trong lần này. Và đây là một tình huống Sapao đẩy lên, xin là Gesama đẩy lên và bị bắt lại bởi vị trí của Yasmel. Gesama bị gạt giò trực tiếp nhưng sau đó thì Sapao lên để hỗ trợ đồng đội của mình. Và anh ta đã sửa sai. Và Sapao clear hoàn toàn Game X trong tình huống lần này. Sapao cùng với Vũ PK đang là hai người sống sót cuối cùng của SGD với 6 kill cho Sapao và 1 kill cho Vũ PK.
4 team, 9 player còn sống và các thành viên của Sneaker đang là có team có nhiều người. Thế nhưng công việc computer đã tràn sang hậu là đứng mạng của Minh Sun đang bắn tiếp và các thành viên còn lại của Sneaker. HVS đang là người có thể gặp nguy hiểm khi máy ở đây đang có một góc bắn là tốt. Họ đang bắn liên tục sang đó là hai thành viên của cả QVC lẫn Sneaker. Quá khó khăn rồi Sneaker lúc này. Họ di chuyển vào bò và đục đôi các thành viên phía Quốc Việt bị kề ngược lại. Lúc này thì Quốc Việt đang còn lại 3 người, họ mất 1 người rồi. Nhưng Sneaker chỉ còn lại vị trí Relax mà thôi. Relax có lại cũng khó sống thì góc vào của anh ta không có góc nào khác ngoại trừ đi qua sát các thành viên phía của... Đây là 4 team 2 đấu với nhau. Liệu cặp đôi nào sẽ là cặp đôi tay to hơn? Thì đấu đẩy lên, Relax trúng đạn và Relax phải nằm xuống. Sneaker kết thúc ở vị trí thứ 4. Và sau đó là 100kg cũng đã bị knock hạ. Lúc này các thành viên Quốc Việt Computer chỉ còn lại vị trí của Nam Si. Nam Si đang mở góc ở phía cánh phải. Tifer có lẽ đã nhìn thấy vị trí của Nam Si rồi. Rất từ tốn, Nam Si đang đứng lại để chờ nhìn thấy Tifer. Tifer rút súng ra không kịp. Tifer bị bắn knock đồng đội của anh ta rồi. Đồng đội backup không kịp, Tifer đã phải nằm xuống. Nam Si đã có những tình huống trả thù đồng đội mình rất tốt, trả thù cho đồng đội mình rất tốt. HVH là người bị knock hạ. Poka là người giữ sống sót lúc này của Burazer. Và anh ta sẽ cố gắng kéo tốt thay vì việc đẩy lên và trả thù đồng đội mình. Bên phía bên kia SGD đang cứu đồng đội mình thành công rồi. Nên lùi về để cứu HVH. Có một tình huống đấy Smoke và Nam Si đang quyết định là muốn đẩy lên, không quyết định là cứu đồng đội của mình. Đã mất người rồi, những bất lợi dành cho thành viên của công việc computer. Tình huống Nam Si đẩy lên rồi. Poka đi sấy và các thành viên của Bulldozer đã phải dừng lại vị trí thứ hai. Chỉ còn một mình Nam Si thôi. Và phải bắn tình huống bắn vào đầu quá tốt của Sapo và Pufeka. Đây là người đẩy lên, HVH không được cứu rồi. Đây là tình huống xử lý có phần không tốt của Nam Si. Đây sẽ là một tình huống anh ta phải đấu hai ở đây. Phía bên này VPK nhảy lên thấy xác của HVC rồi. Phía bên kia thì Nam C đang cố gắng đẩy. Còn đây tình huống mà lấy thêm một điểm cho chắc chắn mà thôi. Nam C sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Di chuyển lên, hai quả bóng tốt được trả ra. Nam C bị dồn. Phía bên kia sau vòng tiếp tục bắn cover người đồng đội của mình. Nam C buộc phải nằm xuống để có cho mình một tình huống có thể có lợi hơn, nhưng sẽ là hơi khó. Hai người kẹp hai phía. Và đây là một tình huống đứng lên đến từ Nam C. Anh ta bị bắn hạ bởi Vũ PK và đó top 1 dành cho bên phía của Sky Gaming Đắk Lắk. Một tình huống mà anh ta đã có thể cứu HVH nhưng anh ta lại quan tâm thành viên của bên phía Burazer hơn. Và khi anh ta hạ gục được một thành viên cuối cùng Burazer thì anh ta tự đặt mình vào thế 1 vs 2. Một round đấu mà Sapao đã bắn quá gắt. Những pha highlight và những quả nét và những tình huống sấy cực kỳ gắt đến từ Sapao với 6 kill có được đã mang lại top 1 tại bên phía của SGD với tổng cộng là 10 kill. Trong khi đó thì Quốc Việt Computer dừng chân là top 2 với tổng cộng là 7 kill có được. Là những cái số điểm chúng ta có thể thấy là SGD sau ván thi đấu này họ sẽ có cho mình đó là 18 điểm, một con số rất nhiều. Trong khi đấy thì các thành viên của xem nào, Quốc Việt Computer cũng sẽ cải thiện thêm được cho mình đấy là 12 điểm đúng không nhỉ? 12, là như vậy. 11 điểm, một điểm, số điểm tương đối là ổn rồi. Thế nhưng cái vòng đấu chúng ta, cái vòng loại thi đấu ở bảng B ngày thứ 2 vẫn còn một trận đấu cuối cùng. Và các bạn đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ trở lại với các bạn ngay sau ít phút nữa mà thôi.